Hello, xin chào tất cả các bạn đến với trung tâm guitar Việt. Thì hôm nay mình sẽ làm clip để so sánh hai cái dòng sản phẩm bên mình, đó là CV120 Pro và mẫu CV AC30. Thì trên tay mình đang là mẫu CV120 Pro với thông số mặt top là gỗ thông, lưng thông là gỗ ash. Đàn có tiêu chỉnh cung cần sẽ giúp cho action rất là thấp, đánh rất là nhẹ tay nha các bạn. Hiện tại các bạn mua sản phẩm này thì đang được giảm chỉ với giá là 1.050.000. Bây giờ mình sẽ test âm thanh cho các bạn nha. Tiếp theo là mẫu CV AC30. Đây là mẫu mới bên shop với thông số mặt tớp là gỗ thông, lưng thông là gỗ điệp và lược và ngựa được làm từ xương. Có kè chỉ tay giúp các bạn đánh nó sẽ rất là mượt nha. Và nếu mà các bạn mua sản phẩm này thì hiện nay chỉ giảm còn có 2.500.000 thôi nha. Bây giờ mình sẽ test âm thanh cái này. Hiện tại mua đàn bên mình thì đàn sẽ bảo hành 1 năm và tặng kèm full phụ kiện, có ship code toàn quốc và thanh toán sau. Bạn nào mà cùng mình tư vấn hoặc là mua đàn thì liên hệ mình qua fanpage của shop hoặc là Zalo. Cảm ơn các bạn đã xem video.